chiếc du thuyền này nặng 100.000 tấn, chứa được 4.000 người. Đi từ đầu du thuyền cho tới cuối du thuyền phải tốn chừng 30 phút. 6 tiệm ăn, 2 rạp cine, 4 hồ tắm, sân golf, mini golf, hồ nước, trượt nước. Các bạn thân mến, giờ tàu mình đã tới bến thứ nhất là Ontario. Giờ mình sẽ đi với các bạn xem cái cảnh phong cảnh của cái tàu và trên tàu và cảnh nha. Các bạn đi với mình ha. Ok, thank you. You're welcome. Buổi sáng thì có thể ra phía ngoài bong tàu để uống cà phê hoặc ở trong phòng ăn phía trong tàu có máy lạnh. Đây là cái đầu, cái đuôi của cái tàu. Hai cái tròn tròn trên này là cái radar, đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thì nó có nhiều loại, loại to, loại nhỏ. Có loại thì nó có gấp 2, có loại có 2 giường, 4 giường, tùy theo cái giá tiền. Phòng ngủ rất là đẹp. Đây là phòng ăn. Đây là tiệm ăn, ăn trưa hoặc là ăn sáng. Thì muốn ăn cái gì cũng có, muốn thịt, muốn cá, muốn ăn chay, muốn ăn theo đồ Ấn Độ, đồ Việt Nam, cái gì cũng có, tùy theo người. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Còn chỗ này là để người ta ngồi uống trà, ngắm cảnh. Nhiều chỗ uống trà, ngắm cảnh. Tối thì có nhạc. Bữa nay là mình tới Ontario. Đây là phong cảnh bãi biển của Ontario. Phần đông là những, đây là những khách sạn. Họ cất dọc theo đảo. Đây là hòn đảo của Mexico. Thì khi mà tàu đậu đó thì có thể mình muốn đi bộ ra từ tàu tới ngoài cũng được. Nhưng mà cũng mình muốn thì họ có cái tàu nhỏ để họ chở mình đi. Đi tàu nhỏ nó vui hơn. Rồi phong cảnh của Ontario rất là đẹp. Cái tàu đi vậy là ngừng lại ba quốc gia. Nhiều người họ đi tàu nhiều năm rồi họ không thích xuống nữa thì họ trên tàu ở chơi. Còn xuống đây thì là có được đi thì mình trả thêm tiền thì được đi lặn, đi bơi, đi coi thắng cảnh ở Mexico. Rồi tối thì trở về tàu. Thường thường nó đậu nguyên một ngày để cho người ta xuống chơi. Đi bộ cũng được, mà mình thích là lên cái tàu nhỏ để mà đi vòng vòng xung quanh cho nó vui đó. Mình cho bạn xem cái tàu nhỏ ha. Một cái tàu này là nó chứa từng 3-4 ngàn người. Nó có đặt cine thì ban ngày mình đi chơi, trưa mình về mình ăn, rồi tối thì nó có nhạc. Thì nó có từng cái chỗ đủ thứ nhạc hết. Nhạc jazz, nhạc Tây Ban Nha, nhạc music, piano, karaoke, là mỗi chỗ là mỗi thứ khác. Người ai thích nhạc thì cũng có nhạc đó. Rồi nó có lớp dạy cho người ta nhảy đầm cha cha, lambada, ballroom dancing. Đây là phía sau của tàu ha. Đây là cũng khó lắm bạn, tại vì biển nó không thích mình quay. Rồi cứ chờ người ta xuống tàu ngồi đó là thích người ở lại. Thank you.
đó. Có trẻ con mình phải cẩn thận lắm nha, phải nắm tay nó hoài, nó không cho nó ra phía ngoài này. Vừa bên đây họ họ ai cũng họ có nhiều người xuống tàu lắm, ăn rồi xuống tàu đóng trả gì để nhắm quay nha bạn. Nước là rất là mà xanh, rất là đẹp. Đây là cũng lúc này nó vắng vẻ tại vì họ đi xuống tàu đó thì mình mới quay được video. Trời, nước màu rất xanh rất đẹp. Mà chiếc tàu nó lớn lắm mà bạn ơi, bạn đi từ đầu tàu cho tới cuối tàu á, đã đi cũng phải 40 một phút mới tới. Tàu to khổng lồ. Và đi theo thấy cái sân khấu của tàu lớn. Bây giờ là mình trở về thuyền, ở trong thuyền. Đây là chỗ để người ta hát, có chỗ người ta hát cho mình xem. Có ban nhạc hát, buổi tối thì có ca hát, ban ngày thì đi chơi. Rồi mình chụp hình với ông thuyền trưởng. Đây là trong ở trong thuyền à, có chỗ để mình nghỉ ngơi buổi tối, chỗ này có hát rồi mình đi chơi rồi đi cái thuyền này đi lâu lắm bạn ơi, đi tới ba bốn đi gần 40 phút mới từ đầu thuyền tới cuối thuyền. Cái này có bán áo quần sách bốp đẹp lắm, mà đi mua đồ trên du thuyền thì không bị đóng thuế, không có bị tax, thành ra giá rẻ hơn. Bán dầu thơm, bán áo quần, bán đồ hiệu. Chỗ này thì muốn ngồi chơi thì ngồi chơi, tối có ban nhạc. Cửa sổ dòm ra biển.
Đây là chỗ để người ta tắm. Ở hồ tắm có đồ phun nước cho mấy đứa nhỏ chơi. Có hồ tắm nước nóng. Giờ này thì họ đi xuống dưới tàu chơi thì mình mới dám quay phim.